học cách lựa chọn đã khó, học cách lựa chọn đúng đắn còn khó hơn. Và học cách lựa chọn đúng trong một thế giới với muôn vàn khả năng, thậm chí còn thử thách hơn, thậm chí là quá khó. Giấc mơ của Trương Vô Kỵ. Tác phẩm đỉnh cao Ỷ Thiên Đồ Long Ký của nhà văn Võ Lâm Minh chủ truyện kiếm hiệp Kim Dung có một trường đoạn rất hay, đó là khi chàng giáo chủ Minh giáo Trương Vô Kỵ lưu lạc trên đảo hoang với bốn cô gái mà chàng đều có cảm tình. Đó là em họ Ân Ly, thành nữ Ba Tư Tiểu Chiêu, trưởng môn Nga Mi Chu Chỉ Nhược và quận chúa Triệu Mẫn. Và trong một giấc mơ, chàng mơ thấy mình làm đám cưới một lúc với cả bốn cô gái. Rất nhiều tranh cãi về tình tiết này, bởi sau những hình tượng anh hùng chân chính trong tình yêu như Quách Tĩnh, Dương Quá thì Trương Vô Kỵ quả là ngoại lệ hiếm hoi của Kim Lão thể hiện nguyện vọng đa thê. Tuy nhiên, bài viết này không phân tích chuyện kiếm hiệp, mặc dù đây là một đề tài cá nhân tác giả Mr. Hoàng Tùng Pizza có nhiều đam mê. Ở đây tác giả chỉ dùng câu chuyện của Kim Dung để gợi mở về một chủ đề hết sức quan trọng, đặc biệt là trong kinh doanh, đó là bí mật của sự lựa chọn. Vậy thì lựa chọn nào tối ưu hơn, có một hay nhiều sản phẩm? Và nhiều ở đây cụ thể là bao nhiêu? Hãy cùng Spider Room tìm hiểu ngay sau đây. Bạn yêu thích những video về kinh tế tài chính từ Spider Room và muốn tìm hiểu thêm nhưng không biết bắt đầu từ đâu? Bạn muốn chia sẻ những kiến thức về kinh tế tài chính của mình cho cộng đồng và được Spider Room chuyển thể thành video trên kênh YouTube của nhà nền? Còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay? Tiền ở đâu, đầu ở đó, group mới toanh từ Spider Room, nơi bạn có thể chia sẻ kiến thức, kết nối với những người có cùng đam mê. Tham gia ngay bằng đường link ở dưới phần mô tả các bạn nhé. Từ số 1 đến số N. Vài năm trước, khi iPhone tung ra phiên bản màu đỏ, rất nhiều người tỏ ra thất vọng. Tính sáng tạo của iPhone chẳng nhẽ chỉ gói gọn trong việc chuyển màu của vỏ máy. Trước đó, khi iPhone 5 tung ra dòng 5C và 5S, người ta cũng đưa ra nhận định tương tự. Tại sao một dòng thấp hơn và một dòng lại cao hơn? Phải chăng iPhone đang đánh mất đi bản sắc của mình? Câu trả lời nằm một phần ở lý thuyết về sự lựa chọn. Khi một sản phẩm mới ra đời, với những bước cải tiến đủ lớn, số 1 là số tối ưu. Khi Henry Ford tung ra mẫu xe Ford Model T, ông chọn duy nhất chỉ một màu đen. Khi các nhà ký giả hỏi tại sao lại không có loại màu khác, Henry Ford trả lời, anh thích màu gì cũng được, miễn là nó đen. Steve Jobs ban đầu tung ra iPod, ông chọn chỉ một màu trắng tinh khôi và tai nghe cũng màu trắng, trái ngược hẳn so với màu đen thịnh hành của tai nghe lúc bấy giờ. Tại sao duy nhất là đúng và sai? Câu trả lời là thời điểm và tính cách mạng của sản phẩm. Khi sản phẩm có cải tiến và đi trước thời đại, người tiêu dùng sẽ đi theo công ty sản xuất. Đó là lý do Henry Ford nói, nếu hỏi khách hàng, họ sẽ nói họ cần chiếc xe ngựa chạy nhanh hơn. Còn Steve Jobs thì thẳng băng, khách hàng không biết họ muốn gì. Khi đó, sản phẩm mang tính cách mạng sẽ là lựa chọn gần như duy nhất của khách hàng. Tuy nhiên, vị thế số 1 rất khó duy trì nếu công ty chỉ tập trung vào một mẫu mã và một sản phẩm. Bởi 1. Bản chất con người không muốn phụ thuộc vào một công ty. Và 2. Nhiều người thích những lựa chọn ngược lại với lựa chọn của số đông. Khi bắt đầu có những đối thủ đủ tiềm lực và đủ sức mạnh bám đuổi, doanh nghiệp cần có những dòng sản phẩm đủ đa dạng để hài lòng các tiệm khách hàng đủ lớn mà không ảnh hưởng đến cốt lõi thương hiệu của mình. Đó là lý do Ford không thể mãi bảo thủ với Model T màu đen khi bị GM, Honda, Toyota cạnh tranh và iPhone phải ra phiên bản màu đỏ đun khi bị Samsung bám đuổi. Nhưng đến bước này, cái bẫy bắt đầu được giăng ra. Nghiên cứu về mút. Cái bẫy giăng ra đó là khi thương hiệu tự sa vào bẫy, họ tạo ra quá nhiều line sản phẩm khiến khách hàng trở nên bối rối. Nghiên cứu cho thấy, nếu một thương hiệu chỉ có một lựa chọn cho khách hàng sẽ không mua hàng. Nếu thương hiệu có thêm 2-3-4 lựa chọn, doanh số sẽ tăng. Tuy nhiên đến ngưỡng N, doanh số sẽ tụt giảm. Một nghiên cứu trong ngành hàng tiêu dùng cho khách hàng lựa chọn một loại mứt. Trong thí nghiệm 1, họ cho khách hàng thử 24 loại mứt khác nhau và trong thí nghiệm 2, người tham gia được thử 6 loại khác nhau. Những người tham gia ăn thử từng loại mứt và sau đó mua hàng. Kết quả sao? Với thí nghiệm 24 loại mứt, chỉ 3% mua hàng. Với thí nghiệm 6 loại mứt, 30% mua hàng. Nhưng nếu chỉ có một loại mứt, có thể khách hàng sẽ không mua của nhãn này mà chọn nhãn khác có nhiều loại phong phú hơn. Đi tìm số N thần thánh.
Điều tương tự xảy ra khi chúng ta đi vào một trung tâm thương mại với rất nhiều nhà hàng. Chúng ta dừng lại, xem menu một nhà hàng với hơn 200 món ăn, chúng ta có thể trở nên rối loạn và bước sang một nhà hàng ăn nhanh đối diện với tầm 12 món cơ bản. Trí óc chúng ta dễ trở nên hỗn loạn khi phải lựa chọn quá nhiều thứ. Nhà hàng với 200 món kia cần làm gì? Có lẽ là vẫn giữ 200 món nếu cần thiết nhưng gợi ý 5 món đặc biệt, dạng kiểu món đặc biệt trong ngày hoặc là 5 món đặc biệt được đầu bếp lựa chọn. Khi sự lựa chọn được giảm lược, người tiêu dùng sẽ dễ dàng quyết định hơn. Điều tương tự xảy ra khi các tạp chí, tổ hợp giáo dục đưa ra danh sách 100, ví dụ như danh sách 100 cuốn sách quản trị hay nhất mọi thời đại được Đại học Harvard giới thiệu. Về cơ bản, 100 là quá nhiều, và khi đứng trước danh sách 100 như vậy, người đọc dễ rơi vào tình trạng loạn chữ và cuối cùng là chẳng đọc cuốn nào. So sánh với danh sách kiểu 5 cuốn sách gối đầu giường của Bill Gates, khi lựa chọn được rút lại đủ tinh gọn, người ta sẽ đọc. Vậy thì con số N là bao nhiêu để tối ưu? Ít quá có thể khiến công ty không chiếm lĩnh được sự lựa chọn của khách hàng, nhiều quá có thể khiến khách hàng dễ bị rối loạn và ngừng mua hàng. Vậy đâu là con số bí mật? Câu trả lời nằm ở phần sau, bởi vì nó đưa chúng ta quay trở lại nguyên khởi của lý thuyết về sự lựa chọn. Nguyên lý của sự lựa chọn. Từ thời xa xưa cho tới ngày nay, con người luôn bị ám ảnh bởi thứ tốt nhất. Câu trả lời là tốt nhất không phải là danh từ số ít mà là số nhiều. Hơi phức tạp á, người đưa ra lý thuyết này là một nhà nghiên cứu thị trường có tên là Howard Moskowitz, CEO của iInnovation. Ông đã thay đổi toàn bộ tư duy về marketing của ngành thực phẩm. Một trong những khách hàng đầu tiên của Howard là Pepsi. Khi đó, Pepsi phát hiện ra đường hóa học và muốn tạo ra sản phẩm Diet Pepsi. Câu hỏi Pepsi đưa ra là với lượng đường hóa học bao nhiêu thì khách hàng lựa chọn nhiều nhất. Howard sử dụng một loạt mẫu thử Pepsi với độ ngọt của đường hóa học khác nhau và đưa ra để khách hàng lựa chọn. Và khi số liệu đưa về, ông thực sự rất bối rối. Số liệu cho thấy chẳng có một điểm nào để ông đưa ra câu trả lời về một loại Diet Pepsi với độ ngọt hoàn hảo cả. Và ông bị Pepsi cắt hợp đồng. Tuy nhiên, Howard Moskowitz bị ám ảnh bởi điều đó. Và ông cho rằng tại sao cứ phải tìm ra một loại Pepsi ngon nhất. Số liệu cho thấy khách hàng lựa chọn khác nhau và do đó có nhiều loại Pepsi ngon nhất chứ không chỉ có một loại Pepsi ngon nhất. Nhất không phải là duy nhất. Dĩ nhiên, tư tưởng của Howard Moskowitz không được chấp nhận. Đã ngon nhất thì chỉ có một thôi chứ tại sao lại có nhiều loại ngon nhất được. Nhưng Howard Moskowitz không chịu khuất phục. Ông đi thuyết giảng khắp nơi, viết báo, tạp chí để truyền bá tư tưởng của mình. Và Howard Moskowitz có một khách hàng mới là Campbell Soup với sản phẩm là sốt cà chua Prego. Khi đó Prego đang có doanh số rất thấp và Howard nói rằng vấn đề không phải là tìm ra loại sốt cà chua ngon nhất, vấn đề là tìm ra nhiều loại sốt cà chua ngon nhất. Và ông bắt tay vào tạo ra 45 loại sốt cà chua với độ đậm, độ chua, độ béo, màu sắc khác nhau vân vân và cho khách hàng dùng thử để đo phản ứng. Câu chuyện của sốt cà chua. Dựa vào số liệu, Howard Moskowitz thấy người tiêu dùng rất thích cà chua ở ba dạng: sốt cà chua tự nhiên, sốt cà chua có gia vị và sốt cà chua béo. Với dạng số 1 và số 2, rất nhiều đối thủ đã cùng với Prego khai thác, nhưng số 3, sốt cà chua béo, chưa có bên nào khai thác. Bởi khi nghiên cứu thị trường thông thường, người tiêu dùng hiếm khi nói rằng sốt cà chua thật béo, thật ngậy. Chỉ khi họ được nếm loại sốt cà chua như vậy, họ mới thừa nhận. Prego lập tức tung ra dòng sản phẩm sốt cà chua siêu béo Extra Chunky Prego. Đó là một cú hit giúp Prego tăng trưởng vũ bão và đạt doanh số hơn 600 triệu USD vài năm sau đó. Người ta không cười chê Howard Moskowitz nữa. Ông đã giành được nhiều giải thưởng cao quý nhất trên toàn thế giới về nghiên cứu thị trường và là thành viên của ngôi nhà danh vọng của Hội đồng Nghiên cứu Thị trường, The Market Research Council Hall of Fame Award. Câu trả lời, đừng đi tìm một sản phẩm tốt nhất, bởi sản phẩm tốt nhất không phải là duy nhất. Vậy thì, N là bao nhiêu để tối ưu trong sản phẩm phục vụ khách hàng? Câu trả lời là không có con số nào cố định, chỉ có một nguyên lý mà thôi. Vĩ Thanh Ỷ Thiên Đổ Long Ký. Trở lại câu chuyện của Trương Vô Kỵ, tại sao chàng lại mơ cưới tới 4 vợ? Theo lý thuyết của sự lựa chọn, điều này hoàn toàn hợp lý bởi mỗi người con gái đó thỏa mãn một phần tính cách trong con người của chàng Trương.
ví như ân ly khỏa lấp mặc cảm Oedipus mà người đàn ông nào cũng có, vì ân ly trông rất giống mẹ của họ Trương. Hay Tiểu Chiêu thì rõ ràng là mẫu của một người vợ cơm ngon canh ngọt, còn Chu Chỉ Nhược là tình yêu pha chút kính ngưỡng. Triệu Mẫn thì là mẫu người vợ có thể trò chuyện và san sẻ ruột gan. Mỗi người con gái đó đều là tốt nhất. Là một tiểu thuyết gia, Kim Dung cuối cùng cho chàng Trương Vô Kỵ kết duyên cùng Triệu Mẫn. Nhưng trong lần tái bản gần nhất, Kim Dung đã sửa lại, ông cho chàng Trương kết duyên và sống cùng với cả Triệu Mẫn lẫn Chu Chỉ Nhược. Có lẽ cuối cùng Kim lão gia đã ngộ ra được lý thuyết của sự lựa chọn. Một là quá ít. PS, số N tối ưu nằm trong khoảng từ 3 đến số 7. Nếu các bạn thích nội dung này, đừng quên bấm like, subscribe cho kênh Spider Room. Và nếu các bạn thích bài viết này thì đừng quên vào website spiderroom.com để tìm đọc. Mình là Samurai, hẹn gặp lại mọi người trong lần tới. Peace.